bình yên của đàn bà đã qua một đời chồng nằm ở đâu. Người ta thường nói, đàn bà dám ly hôn, dám bỏ chồng tệ bạc là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng đâu biết được rằng nếu không tỏ ra vẻ ngoài như thế thì họ sẽ chẳng còn con đường nào khác để mà đi. Tận sâu trong thâm tâm của những cái người đàn bà bước ra từ một cuộc hôn nhân bất hạnh, đó chính là những cái vết thương và những cái nỗi lòng mà không bao giờ có thể chữa lành. Là một nữ diễn viên truyền hình, người dẫn chương trình kiêm người mẫu ảnh, sau 4 năm đám cưới và có một cậu con trai kháu khỉnh, Vân Hugo và chồng đặt bút kết thúc cuộc hôn nhân. Và cô đã chia sẻ, đây là nỗi đau mà sau này tôi chết đi thì phải mang theo. Tôi chỉ có thể gói gọn trong 3 chữ, không hợp nhau, và đưa ra tờ đơn ly hôn. Vậy bình yên của người đàn bà đã qua một đời chồng thì nằm ở đâu? Người phụ nữ đã qua một đời chồng, họ có thể cười nói, cố tỏ ra bản thân mình ổn, nhưng những lúc ở xa một mình lại bị xâm chiếm bởi nỗi cô đơn. Dẫu biết rằng mình đã làm đúng khi chọn cách rời xa người chồng tệ bạc, nhưng cuộc hôn nhân ấy vẫn không thôi ám ảnh. Và đôi lúc nhìn lại con lại thấy chạnh lòng. Đàn bà một đời chồng, điều họ băn khoăn nhiều nhất không phải là bản thân mình, mà là những đứa con. Còn những cái nỗi sợ mơ hồ cứ vây lấy người phụ nữ, liệu mình có đủ sức để nuôi dạy con thành người? Liệu con sau này có trách mẹ khi chọn cho con một cái cuộc sống không có cha? Con có tổn thương và đau lòng khi lớn lên thiếu thốn cái tình cảm? Bao nhiêu điều đó cũng khiến trái tim của người đàn bà đã nghẹn đắng. Sinh ra là phụ nữ vốn đã thiệt thòi, thì những người đàn bà một đời chồng còn khổ ải và thiệt thòi hơn. Nhưng dẫu khổ đau, buồn rầu đến mấy thì đàn bà cũng phải đứng dậy vì con. Họ biết rằng trong cuộc đời này, bản thân mình chẳng thể dựa dẫm vào bất kỳ ai. Người mà mình có thể nương tựa không còn ai khác ngoài chính bản thân mình. Hơn nữa, chính người đàn bà là điểm tựa cho con cái, giúp con lấy lại cân bằng và cú sốc khi cha mẹ ly hôn. Vậy nên, ngoài mạnh mẽ và kiên cường, người đàn bà không được phép cho bản thân mình gục ngã. Trong những lúc cô đơn, đàn bà một đời chồng cũng mong muốn có được người thấu hiểu và cảm thông. Nếm trải những cái nỗi đau do chồng cũ gây ra, họ cũng khao khát bản thân mình tìm gặp được một người xứng đáng hơn. Nhưng rồi vì con, sợ con thiệt thòi, nhiều người đàn bà đã nén chặt tình cảm, hy sinh cuộc sống riêng tư vì con. Bình yên của một người đàn bà đã đi qua nỗi đau hôn nhân chính là con cái. Đó là cái nguồn động viên, nguồn an ủi, là máu thịt không thể chia lìa. Đàn bà vui thì chia sẻ với con, lúc mệt mỏi thì ôm vai con mà khóc. Chỉ cần nhìn con bình yên lớn lên, người đàn bà đã thấy bản thân yên ổn. Chẳng có người đàn bà nào lại mong muốn bản thân mình không được trọn vẹn trong hôn nhân. Người ta thường nói, chuyện gì tới thì phải tới, chẳng còn cái sự lựa chọn nào khác. Có những con đường thì đầy gai góc và khổ ải, nhưng đàn bà thì buộc phải dẫm lên. Họ cũng biết đau, biết khổ, nhưng với họ, niềm hạnh phúc và bình yên nhất đó chính là lúc nào cũng có con cái ở bên cạnh. Mệt mỏi quá thì ôm lấy con rồi đi tiếp, và rồi họ sẽ tìm thấy bình yên thật sự trong cái cuộc. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip trên kênh YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.